mời các em nghe giai điệu bài tập đọc nhạc số 1. Đọc nhạc đúng cao độ và trường độ. Lưu ý chúng ta thực hiện 2 lần. Các em trình bày hoàn chỉnh bài tập đọc nhạc số 1. Lưu ý, lần 1 chúng ta sướng âm tenor, lần 2 chúng ta hát lời ca theo giai điệu. Mời các em thực hiện.